xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Defense, khoảng 20 phương tiện chiến đấu của Nga đã bị lực lượng Ukraine phá hủy trong cuộc phục kích, ngăn cản quân đội Nga giành được chỗ đứng trong thị trấn. Báo cáo từ Trung tâm Báo chí của Lữ đoàn 67 nêu rõ, khi biến xe bọc thép của đối phương thành phế liệu trên hướng Bakhmutsky Chúng tôi đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Chashovia. Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo một loạt các cuộc tấn công thất bại của lực lượng Nga ở vùng ngoại ô phía đông Chashovia. Bất chấp nỗ lực của quân đội Nga nhằm chiếm thành phố, lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn thành công trong việc trục xuất quân đội Nga khỏi khu vực. Nhưng ưu thế trước Nga của Ukraine sẽ không kéo dài lâu nếu tình trạng thiếu đạn pháo còn kéo dài. Đây là vấn đề lớn mà quân đội trú ở Chashovia phải đối mặt. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất việc Nga tăng cường không kích vào các thành phố lớn nhất của Ukraine đã buộc lực lượng không quân nước này phải tập trung các tổ hợp phòng không tốt nhất. Điều đó để lại những khoảng trống trong các hệ thống phòng không trên tiền tuyến, chính là những khoảng trống mà không quân Nga đang khai thác. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng phải thừa nhận rằng, nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước, chúng ta có thể sẽ hết tên lửa. Trong hai tuần qua, Ukraine đã cố gắng chuyển lực lượng tiếp viện cho Chachovia. Bên cạnh đó, Kyiv đã triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) để cản trở bước tiến của bộ binh Nga trong khu vực. Một trong những hành động đáng chú ý, Ukraine có kế hoạch rút lữ đoàn xung kích Azov số 3 tinh nhuệ nhất từ mặt trận Adygea về tăng viện cho Chasovya. Ngoài ra, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Sisly cũng có kế hoạch điều lực lượng từ mặt trận Zaporizhia về tăng cường cho Chasovya. Chasovya được coi là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Thị trấn nằm cách Bakhmut 4,3 dặm về phía tây. Được biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Nếu Nga kiểm soát được khu vực này, sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là Kramatorsk, Slavyansk và Konstantinovka. Theo nhà phân tích quân sự Nga Sergei Politaev, vị trí địa lý của thành phố khiến Chashovya trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược. Nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Ông Poletayev nói với Sputnik, bên kiểm soát Chashovya nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh và vì thế rất khó để chiếm được nó. Đây là một trung tâm phòng thủ. Bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Donetsk. Nhà phân tích quân sự và đại tá nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Nga, ông Anatoly Matvichuk cũng nhận xét lợi ích của Nga ở vùng lân cận Chashovya là kết quả của chiến thắng tại Adika và cuộc tấn công diễn ra trong vài tháng qua. Ông Matvichuk giải thích, nó cho phép chúng tôi tiến vào và kiểm soát các khu vực có cơ sở hạ tầng và các tuyến tiếp tế mà qua đó lực lượng Ukraine nhận được quân tiếp viện và đạn dược, cũng như quyền tiếp cận khu vực Kramatorsk Bằng cách tiếp cận Chashovya, chúng tôi phá vỡ hoàn toàn sự ổn định của hàng phòng ngự Ukraine và mở đường cho việc tiến vào Kramatorsk và Slavyansk. Theo ông Vychuk, việc giành được Chashovya sẽ cho phép lực lượng Nga làm gián đoạn hoạt động hậu cần cho lực lượng Ukraine trong khu vực vì thành phố này là một trung tâm đường cao tốc và đường sắt quan trọng. Theo Reuters, Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các nhà lập pháp trong phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ về ngân sách ngày 11 tháng 4 rằng khi nhìn lại sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ khó có thể nghĩ đến thời điểm mà rất nhiều mối đe dọa đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng ta lại tăng cao cùng một lúc. Nhưng đó lại là câu chuyện khi tôi ngồi đây. Vụ tấn công ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 đã trở thành vụ tấn công kinh hoàng nhất ở Nga trong 20 năm một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine có liên quan dù Kiev bác bỏ hoàn toàn. Theo ông Prey, các nhóm tấn công nước ngoài gồm IS, Ankara và nhánh ủng hộ họ đã tiếp tục kêu gọi tấn công vào cộng đồng Do Thái tại Mỹ và trên khắp phương Tây trong các tuyên bố và chiến dịch tuyên truyền. Ông Ray nói thêm rằng FBI đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tấn công có tổ chức từ các nhóm khủng bố như ISISK, nhánh của tổ chức IS. Ông nói mối đe dọa khủng bố nước ngoài và khả năng xảy ra cuộc tấn công có tổ chức tại Mỹ, giống như ISISK đã làm ở Nga trước đó, ngày càng đáng lo ngại. Cảnh báo của người đứng đầu FBI đưa ra sau khi giới chuyên gia dự đoán IS sẽ nỗ lực tấn công vào Mỹ. Tướng Mỹ về hưu Frank McKenzie nói trên chương trình This Week của ABC News rằng chúng ta nên tin vào những gì họ nói, họ sẽ cố gắng làm điều đó. Người đứng đầu FBI đề nghị bảo toàn mục 702 trong đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, cho phép Mỹ thu thập thông tin liên lạc của người không phải công dân Mỹ ở nước ngoài, nhắn tin trên nền tảng có trụ sở tại Mỹ mà không cần xin phép. Mục 702 dự kiến được Hạ viện xem xét phê duyệt lại trong tuần này. Ông nói, hậu quả của việc tự trói tay chúng ta không chỉ đơn giản là giả thuyết. Không chỉ Mỹ lo lắng sẽ bị tấn công mà các nước châu Âu cũng chung nỗi lo tương tự. Trước đó, một quan chức an ninh Đức tiết lộ chúng tôi thấy rằng các tay súng hồi giáo cực đoan đang tìm cách xâm nhập vào Đức qua Ukraine dưới vỏ bọc người tị nạn từ mùa đông năm 2022. Một nhân viên cơ quan an ninh cho biết chỉ riêng ở Đức đã có hơn 50 người trong diện tình nghi, hầu hết sống ở xung quanh khu vực gần nhau. Chúng hoạt động một cách cực kỳ bí mật. Về phần mình, Pháp cũng đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron. Chia sẻ trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pháp Atan cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và trong bối cảnh những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang phải đối mặt. Pháp đã phải tăng cường các biện pháp an ninh kể từ sau loạt vụ tấn công vào tháng 1 năm 2015. Chính phủ Pháp phản ứng bằng cách tiến hành chiến dịch Sentinel, trong đó có việc triển khai binh sĩ có vũ trang để tuần tra thủ đô nước Pháp hội đồng an ninh quốc gia tây ban nha csn cũng cảnh báo rằng eu đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự và trực tiếp về các mối đe dọa khủng bố gia tăng do các cuộc xung đột ở gaza và ukraine các chuyên gia csn nêu trong báo cáo rằng mối đe dọa chính đối với an ninh châu âu đến từ các nhóm khủng bố is và ankara Đài RT đưa tin vào ngày 11 tháng 4 rằng phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết Iran có nghĩa vụ phải trừng phạt Israel vì Tel Aviv đã tấn công tòa nhà lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4. Phía Tehran nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thực hiện nghĩa vụ của mình khi không lên án hành động đáng trách của Israel và đưa thủ phạm ra công lý. Phái đoàn Iran đăng trên mạng xã hội X rằng nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động đáng trách của nhà nước Do Thái Israel đối với các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damas và sau đó đưa thủ phạm ra công lý, thì Iran đã bỏ quyết định trừng phạt Israel. Trước những nguy cơ dự báo có thể sẽ xảy ra đòn trả đũa từ Iran vào Israel, trang Asios đưa tin rằng Mỹ đã cử tướng Eric Corilla, chỉ huy bộ tư lệnh trung tâm Mỹ Sencom tới Israel để ứng phó nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trả đũa từ Iran Trước đó, hãng Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, ông Brett McGurk, cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông, đã gọi điện cho các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Qatar và Iraq để đề nghị các nước này kêu gọi Iran giảm căng thẳng với Israel. Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi hãng Bloomberg dẫn tin từ một số quan chức Mỹ rằng Iran sẽ tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới để trả đũa vụ đại sứ quán Iran ở Syria chúng không kích hồi đầu tháng. Cũng liên quan đến sự kiện này, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã điện đàm để trao đổi quan điểm về vụ không kích gần đây của quân đội Israel vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damas của Syria. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Amir Abdullahian nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Iran luôn dựa trên quan điểm tránh gây căng thẳng nhưng quyền tự vệ hợp pháp là cần thiết. Về phần mình, Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông đang gia tăng, Đức đề nghị Iran kiềm chế. Bà cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh khu vực khi căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Tel Aviv. Theo Ngoại trưởng Bebock, sau cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria, Đức đã khẳng định lập trường cho rằng các cơ quan ngoại giao cần được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn. Trong cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Anh David Cameron, ngày 11 tháng 4, Ngoại trưởng Amir Abdullahian đều rõ Iran chưa bao giờ tìm cách gia tăng căng thẳng trong khu vực. Song trước cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria, thái độ im lặng của Mỹ và Anh sẽ khuyến khích những hành động gây hấn trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Cameron kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng. Trong khi đó tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp khác sử dụng ảnh hưởng để ngăn cản Iran tấn công Israel. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken đã điện đàm với những người đồng cấp Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và châu Âu để làm rõ rằng gia tăng căng thẳng không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên kêu gọi Iran kiềm chế. Tờ The New York Times dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ, Israel và Iran đề nghị giấu tên cho biết Iran đang điều hành một tuyến đường buôn lậu bí mật khắp Trung Đông, sử dụng những điệp viên, phân tử, quá khích và các băng nhóm tội phạm để chuyển vũ khí cho chiến binh Palestine ở bờ Tây hiện do Israel kiểm soát. Theo các quan chức Iran, mục tiêu của hoạt động này là để gây ra tình trạng bất ổn cho Israel bằng cách bơm vũ khí tràn lan ở bờ Tây. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng Tehran đang tìm cách biến khu vực này thành điểm nóng tiếp theo trong cuộc xung đột ngầm dai dẳng giữa Israel và Iran, khi trước nay Iran vẫn âm thầm hỗ trợ các nhóm vũ trang như Houthi, Hezbollah chống lại Israel. Theo các quan chức giấu tên, phần lớn vũ khí được buôn lậu đến bờ Tây đi theo hai con đường từ Iran qua Iraq, Syria, Liban, Jordani và Israel. Khi vũ khí được tuồn qua biên giới một nước nào đó, chúng được các nhóm đa quốc gia gồm các băng nhóm tội phạm những phần tử vũ trang hay những nhân viên tình báo chuyển giao cho nhau. Ở tuyến đường thứ nhất, các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và các đặc vụ Iran vận chuyển vũ khí từ Syria đến Jordani. Từ đó, vũ khí được chuyển cho những người Bedouin, người Ả Rập sống gần hoặc trong sa mạc. Những người này sẽ mang vũ khí đến biên giới với Israel và được các băng nhóm tội phạm nhận hàng, sau đó chuyển chúng đến bờ Tây. Tuyến đường thứ hai có vẻ khó khăn hơn, đó là bỏ qua Jordani và đưa vũ khí từ Syria đến Liban, theo hai quan chức Mỹ giấu tên. Từ đó, nhiều vũ khí được buôn lậu vào Israel và tương tự các băng nhóm tội phạm sẽ nhận được và chuyển chúng đến bờ Tây. Theo hai quan chức Iran có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, phần lớn công việc điều phối tuyến đường buôn lậu do các đặc vụ Iran của lực lượng tình nguyện Quds thực hiện. Trong nhiều năm, nhiều lãnh đạo Iran đã tuyên bố rằng cần thiết phải trang bị vũ khí cho các chiến binh Palestine ở bờ Tây. Theo các chuyên gia, Phần lớn vũ khí buôn lậu từ Iran là các loại vũ khí nhỏ như súng ngắn và súng trường tấn công, còn các quan chức Mỹ và quan chức Israel cho rằng Iran cũng đang buôn lậu vũ khí tiên tiến. Những vũ khí này bao gồm tên lửa chống tăng và súng phóng lựu chống tăng là những loại vũ khí có đạn bay nhanh, tầm thấp khiến Israel gặp khó khi bảo vệ các mục tiêu dân sự và quân sự khỏi hỏa lực tầm gần. So sánh về khả năng sản xuất vũ khí giữa Iran và Israel, cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn cho phép sản xuất mọi thứ từ vũ khí nhỏ xe tăng cho đến máy bay không người lái và tên lửa israel đã xây dựng lĩnh vực quốc phòng của mình với sự hợp tác của mỹ trong khi iran nước bị trừng phạt trong nhiều thập kỷ đang hướng tới việc sản xuất càng nhiều nhu cầu quốc phòng càng tốt ở trong nước israel có thể có một con át chủ bài quan trọng vũ khí hạt nhân mặc dù không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí như vậy trong một chính sách được gọi là sự mơ hồ có chủ ý. Israel bị nghi ngờ có tới 80 đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Về phần mình, Iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ nhưng lại có một con át chủ bài khác, khả năng phong tỏa eo biển Hormuz, vốn về cơ bản mang lại cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây trong trường hợp bị tấn công bằng cách ngăn chặn 30% tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển.